Alo, anh đang ở đâu đấy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đấy, anh vẫn đang ở công ty mà. Alo, anh đang ở đâu đấy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đấy, anh vẫn đang ở công ty mà. Alo, anh đang ở đâu đấy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đấy, anh vẫn đang ở công ty mà. Bà ơi, bà đang đi đâu đấy ạ? Bà đang đi đến bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang thế này, bà để cháu chở bà đi nhé. Ừ, cảm ơn cháu nhé. Bà ơi, bà đang đi đâu đấy ạ? Bà đang đi đến bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang thế này, bà để cháu chở bà đi nhé. Ừ, cảm ơn cháu nhé. Bà ơi, bà đang đi đâu đấy ạ? Bà đang đi đến bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang thế này, bà để cháu chở bà đi nhé. Ừ, cảm ơn cháu nhé. Mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị, em đang bận rồi nên không đi được đâu. Em đang bận gì thế? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây này. Mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị, em đang bận rồi nên không đi được đâu. Em đang bận gì thế? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây này. Mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị, em đang bận rồi nên không đi được đâu. Em đang bận gì thế? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây này. Nghe nói hôm nay Sài Gòn sẽ có bão to đấy. Chắc là vậy, anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc tí nữa trời sẽ mưa to lắm đây. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi. Nghe nói hôm nay Sài Gòn sẽ có bão to đấy. Chắc là vậy, anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc tí nữa trời sẽ mưa to lắm đây. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi.
Nghe nói hôm nay Sài Gòn sẽ có bão to đấy. Chắc là vậy. Anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc tí nữa trời sẽ mưa to lắm đây. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi. Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Bởi vì Sài Gòn đang vào mùa mưa mà. Thế ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa à? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Thế à? Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Bởi vì Sài Gòn đang vào mùa mưa mà. Thế ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa à? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Thế à? Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Bởi vì Sài Gòn đang vào mùa mưa mà. Thế ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa à? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Thế à? Alo, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đó, anh vẫn đang ở công ty mà. Alo, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đó, anh vẫn đang ở công ty mà. Alo, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang ở công ty, có chuyện gì vậy em? Sao bạn em nói thấy anh đang ở The Coffee House với ai mà? Chắc bạn em nhìn nhầm rồi đó, anh vẫn đang ở công ty mà. Bà ơi, bà đang đi đâu vậy ạ? Bà đang đi tới bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang, để con chở bà đi nhé. Ờ, cảm ơn con nhé. Bà ơi, bà đang đi đâu vậy ạ? Bà đang đi tới bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang, để con chở bà đi nhé. Ờ, cảm ơn con nhé. Bà ơi, bà đang đi đâu vậy ạ? Bà đang đi tới bưu điện thành phố. Trời đang nắng chang chang, để con chở bà đi nhé. Ờ, cảm ơn con nhé. Mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị nha, em đang bận nên không đi được đâu. Em đang bận gì vậy? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây nè. Mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị nha, em đang bận nên không đi được đâu. Em đang bận gì vậy? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây nè.
mình đi ăn trưa nhé. Xin lỗi chị nha, em đang bận nên không đi được đâu. Em đang bận gì vậy? Em đang phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đây nè. Nghe nói hôm nay Sài Gòn sắp có bão lớn đó. Chắc là vậy, anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc lát nữa trời sẽ mưa lớn lắm đó. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi. Nghe nói hôm nay Sài Gòn sắp có bão lớn đó. Chắc là vậy. Anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc lát nữa trời sẽ mưa lớn lắm đó. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi. Nghe nói hôm nay Sài Gòn sắp có bão lớn đó. Chắc là vậy, anh thấy bên ngoài trời âm u quá. Chắc lát nữa trời sẽ mưa lớn lắm đó. Anh có đem theo áo mưa không? Hình như anh để quên ở nhà mất rồi. Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Sài Gòn đang vô mùa mưa mà. Vậy ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa hả? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Vậy hả? Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Sài Gòn đang vô mùa mưa mà. Vậy ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa hả? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Vậy hả? Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, chiều nào cũng mưa. Sài Gòn đang vô mùa mưa mà. Vậy ở Hàn Quốc bây giờ không phải mùa mưa hả? Ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông, không có mưa. Vậy hả?